Chương trình Một tách trà với An Miên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Một tách trà là một chương trình mà thường thường là nói về những chuyện gì xảy ra trong gọi là ôn cố tri tân, tức là đã qua, và những cái gì mà chúng ta đang phải đối diện với thực tế. Và đồng thời trong chương trình Một tách trà là luôn luôn có những cái nụ cười ấm áp để cho chúng ta được thoải mái, thư giãn. Hôm nay với một vị khách mời đến trong chương trình này, đó là anh Trần Minh. Kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV và kính chào cô An Miên. Vâng, chào anh. Và thưa quý vị, phải nói là chúng ta xin được gọi là có một cái may mắn và một cái gọi là cái điều gọi là định mệnh mà chúng ta sống trong một đất nước mà biết bao nhiêu người ước mơ và người hay nói đùa là giấc mơ Mỹ. Và hôm nay chúng ta thử xem trong giấc mơ Mỹ của chúng ta có những cái điều kỳ lạ như thế nào, và những điều kỳ lạ này là những cái điều mà An Miên góp nhặt những ý kiến, một số ý kiến của người Việt Nam ở hải ngoại và một số ý kiến của những người Việt Nam ở trong nước, và đồng thời cũng là ý kiến của nhiều người dân trên thế giới. Thưa quý vị và thưa anh, anh có thấy là cái chữ kỳ lạ này nghe nó có phải là lạ lạ không thưa anh? Mình gọi là mình đặt với cái quan điểm của người ngoại quốc như người Việt Nam thì mình thấy kỳ lạ phải không? Vâng. Người ta nói tới kỳ lạ là như thế này. An Miên sẽ nói những cái điều kỳ lạ mà nói chung là ai cũng đồng ý. Thứ nhất là một sự trùng hợp. America là bắt đầu bằng cái vần chữ A, và chữ A cũng là vần đầu trong mẫu tự, và người ta nói ấy vì thế mà nước Mỹ bao giờ cũng là số 1. Vâng. Rồi cái điều lại trùng lặp nữa là cái trước khi chúng ta gọi phone đó thì nước Mỹ này lại sử dụng là số 1. Thành ra người ta nói đấy, bởi vậy nó là cường quốc đấy. Đó là hai điều kỳ lạ mà nói chung là ai ai cũng thấy là hay. Rồi còn một cái điều kỳ lạ thứ ba là người ta nói đến nước Mỹ là một cái nước mà phải nói là từ trước tới giờ đó là về vấn đề chiến tranh á, nó chưa hề bị xâm lược, phải không anh? Dạ vâng, thì nước Mỹ cũng may mắn, mình cái đúng là cái lục địa Mỹ này, là châu Mỹ này là lục địa mới. An Biên theo nhiều nước như Canada cũng không bao giờ bị chiến tranh, bị xâm lăng đâu. Đó là nơi mà đất mới, mà vâng, những người ở thổ dân ở đây chỉ là thổ dân thôi. Cũng như nước Úc có bây giờ bị xâm lăng. Nhưng mà nó có thì chiến đó tranh phải không thưa anh? Đó là những cuộc nội chiến. Thì vâng, thì đó là nội chiến thôi. Vâng. Mà nó bị xâm lăng thì đúng là một cái sự may mắn. Nước Mỹ rất là may mắn là nó có cái lịch sử mà mình nói là nó ngắn nhưng mà nó lại trở thành cường quốc. Vâng. Với lại anh cũng nghĩ là đó, đôi khi người ta cũng nghĩ nó kỳ lạ là một chỗ là vì nó là cường quốc, nó mạnh á, thành ra không ai dám tấn công nó hết. Chỉ có nội bộ đánh nhau thôi. Đại khái là người ngoài không dám xen kẽ, nhưng mà trong anh em trong đất nước thì lại chiến tranh nội chiến. Thì nó một những cái điều kiện của nước Mỹ mình thấy là nó rộng lớn phải không? Vâng. Tài nguyên rất là nhiều mà người dân thì không bao nhiêu. Rồi sống xa những cái lục địa như Âu Châu hay bị chiến tranh, vâng, hay bị những cái nạn bệnh dịch hoặc là những cái xáo trộn xã hội. Nhưng mà nước Mỹ thì đứng ra một mình nên bởi vậy tránh được những cái, vâng, cái rắc rối. Vâng, đối với An Miên cái đó cũng là điều kỳ diệu, không bị các nước khác lấn áp. Và cái đó cũng là một điều tự hào. Và kế tiếp, đây là một ý kiến chung của nhiều quý vị, nói là nước Mỹ là một quốc gia luôn luôn tốn nhiều tiền nhất để bảo vệ các đất nước khác. Thì anh thấy cái điều kỳ lạ này như thế nào ạ? Cái điều đó tôi thấy nó chuyện nó đương nhiên thôi, nó không phải là tại vì á, nước Mỹ là cường quốc như thế giới này, mình nói là nước Mỹ là người lãnh đạo thế giới, mình phải nói là cái vị thế nước Mỹ như vậy ngay ngày hôm nay, cũng như những cái tổ chức mà hễ có chuyện gì lộn xộn xảy ra thế giới thì nước Mỹ là cái nước đứng ra lãnh đạo thế giới, phải không? Vâng. Từ những cái chuyện chiến tranh hay những chuyện mà mình thấy lộn xộn bên Trung Đông thì Mỹ cũng là cái người đứng ra để mà lãnh đạo, để mà lo cái chuyện khủng bố rồi cái này nọ. Thì khi mà mình cường quốc rồi thì làm sao? Mình phải bỏ tiền đó chứ. Có An Miên không? Như mình là đàn anh mà. Ở đâu cũng vậy rồi, trong cái xã hội. Nhưng mà phải đàn anh rộng lượng thưa anh à. Đúng. Chứ đàn anh mà giống như bên Trung Quốc thì bắt buộc đàn là ghê lắm. Mà keo kiệt quá thì đâu có thành là đàn anh nữa. Vâng. Đó, không phải là đàn anh, là cái người bắt nạt người khác. Như Trung Cộng á, thì nó là cái kẻ mà ỷ sức mạnh mà đi bắt nạt người khác, chứ không ai coi họ là đàn anh hết. Vâng, đúng vậy.
Đó, khi anh nói câu đó làm admin nhớ có một câu nói đùa, nhưng mà admin thấy nó cũng đúng lắm. Người ta nói là Trung Quốc thì lấy thịt đè người, còn nước Mỹ thì lấy tiền để đi giúp thiên hạ. Cái đó cũng là một cái nó không phải là mình xuất phát từ một cái mình nói cái lòng nhân đạo hoàn toàn. Nhân đạo là một cái phần, nhưng mà tại vì cái lý tưởng của nước Mỹ là gì, khi thành lập làm sao là cái vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ lên trên hết. Mà mình làm cái nước mạnh thì cái lý tưởng, cái chân lý, cái nguyên tắc triết lý của nước Mỹ á, là về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Mà mình muốn cho cái thế lực của mình nè nó mạnh, thì nếu mà càng nhiều nước dân chủ thì cái bạn bè của mình càng nhiều, bạn bè mình càng nhiều thì thế lực mình càng mạnh. Nó giống như băng đảng vậy đó. Anh biết. Nhưng mà đây là những cái tập hợp để mà đại khái đối với anh Miên cái đó là cái điều tốt. Đúng cho rồi. Quốc gia, cho thế giới luôn nữa. Nó vừa tốt cho quốc gia mà mình giúp đỡ giống như người đàn em vậy đó, mà cũng tốt cho nước Mỹ nữa. Vâng. Chứ không phải không, tại vì có thêm một bạn bớt thêm một thù. Như chẳng hạn như một cái nước mình giúp cho họ trở thành nó có cái hệ thống giáo dục để cho cái dân trí nó tăng lên hay bớt cái nạn nghèo đói, thì cái nước đó nó dễ trở thành dân chủ hơn. Còn nếu mà cái nước mà nó dân chúng mà nó thất lạc nhiều quá, nó không có hỏng vấn nhiều rồi nghèo đói, thì cái đó là cái môi trường để nó nảy sinh ra độc tài. Nên nếu mà cái nước đó nó trở thành dân chủ thì nó là bạn mình, nhưng mà nó độc tài thì nó sẽ là kẻ thù của mình. Thật ra nếu mà dùng cái từ nói đùa vì cái chữ đảng phái bây giờ người ta hiểu xấu đó. Nhưng mà thật ra cái nếu mà như nãy mình nói vẫn là đảng phái, nhưng mà thật ra đảng phái này là mang một ý nghĩa là đảng của tự do, của nhân quyền, của nhân tâm. Thành ra cái điều này nước Mỹ thực hiện rất là hay. Vâng. Đó là lý do có thể là người ta nói đó là cái điều kỳ diệu và kỳ lạ của nước Mỹ. Chứ mình nói là nước Mỹ đem tiền đi giúp nước khác á, thì cái đó hoàn toàn không đúng. Hồi xưa mình theo như Việt Nam, như mình đã có cái đèn Hoa Kỳ á, mình gọi đèn dầu đèn Hoa Kỳ. Tại sao người ta tới ta phát cho không cái đèn để làm gì? Để bán dầu. Anh Miên. Người ta muốn cho người thì Việt ra. Của mình, người ta chưa biết xài dầu hỏa là những cái gì. Nên bây giờ thôi cho mày cái đèn đi. Rồi á, người ta ghiền giống như cái thằng người băng đảng á, ban đầu á nó muốn cho mấy đứa nhỏ nó dụ để nó ghiền xì ke đó, thì ban đầu nó cho không chứ đâu có bán. Đúng rồi. Anh biết, khi mà mình ghiền rồi lúc đó mới là trả tiền. Nhưng mà khi mà cho chúng ta hưởng ánh sáng văn minh thì cái đó dĩ nhiên là cũng có vấn đề gọi là lợi ích, nhưng mà đồng thời nó cũng là lợi ích cho cá nhân được sử dụng những cái sự gì mà văn minh tiến bộ. Còn cái vấn đề mà thử thuốc của băng đảng ma túy thì cái này rất là tệ. Ma túy mà dùng ít á, trong y khoa thì cái đó là chất gây mê giúp chúng ta không có đau đớn, nhưng mà nếu chúng ta nghiện á, cái gì cũng đi một cái thái cực quá đáng thì cũng không được, giống như là tự do quá thì chúng ta sẽ trở thành náo loạn hết. Vâng, đó là một điểm kỳ lạ mà chúng ta đều đồng ý, tức là nước Mỹ luôn luôn bỏ công sức, tiền gọi là tiền tài, rồi những gọi là những cái hỗ trợ mà cần thiết để mà giúp những nước cần trên thế giới với một mục đích là xây dựng một thế giới tự do, một thế còn giới cái chuyện có nhân mà quyền. Đi giúp nước khác như vậy, mình còn có chuyện vậy như chả nước Mỹ mình thường thường hay đi viện trợ ha, gọi là viện trợ nhân đạo cho nước khác. Tại sao lại như viện trợ nhân đạo nhỉ? Tức là như viện trợ là cho không á, cho không biếu không á. Đó thì cái này đó là người ta nói đó. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà cái tiền thuế của nước Mỹ, bây giờ một ông tổng thống, ông lấy tiền thuế, ông đi viện trợ cho một cái ông độc tài, rồi ông độc tài cũng lấy tiền đó, ông ấy xây nhà lầu, xe hơi, ông ấy xây dinh thự của ông, ông xài vào túi riêng của ông rồi tham nhũng. Thì như vậy cái người dân Mỹ người ta sẽ phản đối lên, ta bảo tại sao cái tiền của chúng tôi mà đi nuôi một cái thằng độc tài. Nhưng mà nếu mà cái tiền đó để giúp cho mở trường học hay là xây nhà thương ở những cái nước nghèo, thì cái đó là cái chuyện, đó là lòng nhân đạo. Thì cái người Mỹ lúc nào cũng mở lòng nhân đạo hết. Thì cái chuyện giống như làm phước vậy đó, thì người ta thấy là cái chuyện nó không có cái gì là phải là mà tiếc rẻ trong cái chuyện đó. Nhưng mà ngược lại, khi mà nước Mỹ bỏ tiền ra về vấn đề nhân đạo đó, nhưng mà không có nghĩa là cho không biếu không, mà cái chính quyền đó nó phải không được tham nhũng. Mình phải có những điều kiện, điều kiện mình bên phải cạnh. Xem cái đồng tiền nó đi từ chỗ này chỗ kia cho nó chính xác và đúng cái mục đích. Chứ nó không thể vào túi một anh chính quyền được. Nó túi riêng chính quyền được.
Thì cái điều đó đó làm cho nhiều cái nước mà lộn xộn nó, họ không tham nhũng được cái giới lãnh đạo á, nó càm ràm. Bực mình. Tại vì anh cho mà anh cũng nào cũng 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 dòm chừng sau lưng tôi hết. Đúng anh rồi. Không cho tôi có quyền sử dụng cái đồng tiền theo ý của tôi. Nó vậy. Nhưng mà tàu thì khác. Tàu thì khác, thì họ nói tới tới với lại anh độc tài và thôi bây giờ tao cho mày bằng đó tiền, mày xây dinh thự, mày mua máy bay riêng, mày xây phi trường riêng, cái chuyện dinh thự của mày tao không cần biết, nhưng mà tao cần cái mỏ kia kìa. Thì cái anh đó, anh nhà nghèo độc tài, anh sẵn sàng anh bán đất như Việt Nam á. Đúng rồi. Nó sẵn sàng bán đất cho ngoại bang, cho tàu á. Thì để mà nó được cái lợi riêng của nó, cho cái đảng phái của nó, thứ nhất nó có tiền để nó củng cố cái địa vị của nó, để nó cai trị muôn đời. Đó, nó đâu có, cái thằng độc tài nó đâu có, tên độc tài nó đâu có lỗ đâu. Không lo cho đời sống nhân dân, chỉ nó không có lo cho dân thôi. Nhưng mà cái vấn đề thiệt hại thì đất nước. Đất nước không có thành vấn đề đối với nó. Ôi, đất nước thì là đất nước chứ, ta chỉ biết ta thôi. Thì đó cái hiện tượng đó là giống như bên Việt Nam á, mình thấy đó. Tại sao phải bán chỗ này, lập những cái khu và nó gọi là khu kinh tế, mà kinh tế gì đó, sinh cái gì đó, kinh tế đặc biệt ở như Vân Đồn hoặc là Phú Quốc này nọ gì đó. Để, tức là cái nơi đó mà cho người ngoại quốc tới làm ăn, không có giấy tờ, tức là tự do vậy đó. Tự do. Đó, thì như vậy là cái mồi để cho Trung Cộng họ vô, giống như là bán cái đất cho ta rồi. Vâng, thì với lại những nơi anh nói đó là thực sự ra là những cái nơi mà gọi là độc tài và độc đoán đó, hoặc là tham nhũng corrupt đó, những cái người lãnh đạo của họ đại đa số thôi chứ không phải tất cả. Những người mà đang nắm quyền mà tham nhũng á, thì thực ra là mỗi lần họ nhận viện trợ bỏ túi riêng như vậy sướng lắm thưa anh. Nếu An Miên nghĩ là sướng lắm á, thứ nhất là lại lấy được vợ đẹp nữa. Mỹ là không có cho họ bỏ vào túi riêng nên họ càm ram, họ không thích. Vâng, Mỹ là cho nhân dân, cho đất nước là, chứ không phải cho con người. Nên có người mà họ hiểu lầm, họ nói là Mỹ cho tiền mà ta không có, người ta không biết ơn. Nó không phải vậy, tại vì độc tài thôi. Vâng. Chứ còn Trung Cộng không cho mượn mà ta biết ơn. Tại sao? Tại vì mấy ông ơn thôi, ông lớn ơn thôi chứ dân chúng không có ơn. Ông lớn ông có tiền ông bỏ túi vâng. Ông. Đó là lý do mà nhân dân Việt Nam chúng ta vẫn gọi là có một tinh thần chống đối về sự xâm lấn một cách gọi là kinh khủng và qua cái vấn đề gọi là đút lót thông qua hai chữ viện trợ. Vâng, thì đó là một cái vấn đề nước Mỹ kỳ lạ là sẵn sàng giúp, nhưng mà cái khẩu hiệu của nước Mỹ là chúng tôi lấy tiền thuế của người dân, chúng tôi viện trợ, tức là chúng tôi giúp người dân và giúp đất nước. Yeah. Chứ không phải giúp các anh bỏ cái túi tham không đáy. Yeah, chúng tôi rồi. Không có phí tiền mà nuôi sâu nuôi mọt. Vâng, rồi bây giờ chúng ta qua một cái điều kỳ lạ nữa là người ta nói rằng nước Mỹ là một cái đất nước phải nói là mở rộng vòng tay. Bất cứ ai cũng có thể gặp điều kiện khó khăn, hay là dù khó khăn hay không khó, nhưng mà là đất nước để người ta có thể đặt chân đến, rồi chúng ta người ta có thể gọi là được sinh sống, được gọi là xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tự do. Dạ vâng, cái này là cái đúng là cái lý tưởng của nước Mỹ, nguyên tắc của nước Mỹ. Một trong lý do chính nước Mỹ mạnh như tới ngày nay mà vẫn còn mạnh là tại vì cái vấn đề di dân. Nó mở rộng cái bàn tay di dân, đón tất cả những mọi người. Cái biểu tượng là mình thấy nữ thần tự do ha. Thì cái di dân á, cho tới ngày nay á, nhiều nước họ bị cái mắc kẹt là cái dân số đó nó bị già nua đi. Khi già nua thì làm sao, là cái người mà hưởng cái tiền già, lãnh tiền già nhiều quá mà người đi làm ít quá, không thì cái người đi làm không có đủ cái tiền đóng thuế để mà nuôi những người già, thì đất nước nó sẽ đi xuống, để cái kinh tế nó sẽ đi xuống, nên họ bị kẹt. Như chẳng hạn như Nhật, bây giờ Nhật không có mở rộng, cái người dân Nhật nó họ đóng kém, họ không thích cái sự đa dạng văn hóa. Và họ luôn lúc nào cũng tự hào về cái văn hóa của họ. Vâng, phải không phải. Người Nhật rất là tự hào về văn hóa của họ, họ không có thích cái sự đa dạng văn hóa, nên mà nếu mà chẳng hạn một người thủ tướng nào mà lên mà muốn là mở rộng di dân để mà cho cái đa dạng văn hóa để giúp cho nước Nhật nó tiến bộ thêm tiếp nữa thì nó sẽ bị phản đối rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Và đó là một phần thôi về vấn đề mà gọi là nước Mỹ mở rộng vòng tay để cho bất cứ ai cũng có thể tá túc, đó là vấn đề di dân, và chúng ta sẽ nói tiếp qua phần 2. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình. Chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Okay.